Đôi vợ chồng cảnh sát này vốn rất hạnh phúc, nhưng rồi một biến cố ập đến kéo bọn họ vào cuộc chiến băng đảng. Từ một người chồng vô cùng hiền lành cũng trở lên hắc hóa, sẵn sàng băm người như băm rau lợn, còn cô vợ vốn rất yêu thương chồng, nay cũng phải đi cặp kè với đại ca xã hội, mà họ làm những việc đó cũng chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Vậy liệu rằng họ có thành công phá được vụ án này? Jun Mo chỉ là một anh cảnh sát quèn, nhưng lại có phúc phần khi lấy được cô vợ vô cùng xinh đẹp, đã thế còn vô cùng tài giỏi. Do Jung được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm cảnh sát, và hiện giờ cô cũng đang công tác ở cục an ninh. Chính vì điều này làm cho Jun Mo chịu một áp lực không hề nhỏ, khi luôn bị gia đình vợ khinh thường, cho rằng anh kém cỏi và không xứng với con gái của họ. May mắn những lúc như vậy Jun Mo vẫn luôn có vợ bên cạnh, cô lúc nào cũng tin tưởng chồng mình, và tin rằng anh một ngày nào đó sẽ thành công. Phía khác tại Gangnam có tên Ji Cheol là một DJ vô cùng nổi tiếng, không chỉ đánh nhạc hay mà còn vô cùng hiếu chiến. Điều đó đã khiến anh ta lọt vào mắt xanh của một ông lớn. Ông ta là trung sĩ Jang, một ông trùm vô cùng khét tiếng. Ngay sau buổi trình diễn, ông ta đã tìm gặp Ji Cheol và ngỏ ý muốn cùng anh hợp tác làm ăn. Bọn họ sẽ mở một vũ trường và cho Ji Cheol làm chủ, lợi nhuận sẽ được chia đều cho cả hai. Thấy miếng mồi ngon, Ji Cheol ngay lập tức đồng ý, đây sẽ là cơ hội để anh trở lên giàu có. Nhưng ai ngờ một năm sau Ji Cheol nghèo vẫn hoàn nghèo, vẫn bị những tên phú nhị đại trong vùng khinh thường ra mặt, thậm chí bị những tên đó đánh còn không dám làm gì. Tất cả chỉ vì tên trung sĩ Jang, hắn cho anh làm chủ nhưng chẳng khác gì một tên bù nhìn. Khoản tiền lợi nhuận hắn không hề chia cho anh giống như thỏa thuận, khiến Ji Cheol giờ đây đã đi vào đường cùng. Qua đó đành tìm tới trung sĩ Jang và đưa ra ý tưởng kinh doanh ma túy. Ai ngờ vừa nghe thấy thế, ông trùm liền tức giận cho Ji Cheol một vả, và tuyên bố đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó, vì hắn ta không muốn gắn mác là ông trùm hàng cấm. Điều này khiến Ji Cheol vô cùng cay cú, ngay sau đó đã tập hợp tất cả đàn em thân cận bên cạnh mình, và lên một kế hoạch lật đổ ông trùm để lên nắm quyền. Đầu tiên Ji Cheol đi tìm tới đại ca của băng nhóm đối thủ, yêu cầu hợp tác cùng nhau trừ khử trung sĩ Jang, sau đó bọn họ sẽ đứng lên tiếp quản Gangnam. Phía khác ông trùm vẫn chưa hề biết chuyện gì, qua đó vẫn dẫn đám đàn em đi ăn chơi đàn đúm. Đợi đến đêm hôm đó Ji Cheol mới bắt đầu hành động, anh dẫn theo người cứ vậy ập vào đánh úp ông trùm, trừ khử tất cả những ai theo trung sĩ Jang, gặp ai là triệt hạ người đó. Ông trùm cũng vì thế mà tổn thất không nhỏ, tuy vậy ông ta vẫn kịp thời tập trung lực lượng, trực tiếp đối đầu với người của Ji Cheol. Hai bên chẳng nói chẳng rằng cứ vậy lao vào nhau, tạo ra một cuộc hỗn chiến để tìm ra kẻ đứng đầu Gangnam. Nhưng chẳng mấy chốc người của trung sĩ Jang đã rơi vào thế yếu, thấy tình hình không ổn ông ta liền tính bài chuồn, ai ngờ đã bị Ji Cheol cùng đàn em nhanh chóng bắt kịp. Lúc này hắn đã không còn đường lui, qua đó đành đồng ý nhường lại Gangnam cho Ji Cheol đứng đầu. Nghe thấy vậy Ji Cheol cũng chẳng muốn làm khó ông ta, sai đàn em trói hắn ta lại, nhưng trung sĩ Jang là một tên cáo già, nhân lúc không ai để ý hắn đã nhặt chiếc kéo mà đâm vào Tae-ho, người anh em thân cận nhất của Ji Cheol. Vết thương quá nặng khiến anh ta không thể qua khỏi, điều này làm Ji Cheol hoàn toàn mất kiểm soát, cứ vậy rút dao tiễn tên trung sĩ Jang xuống hỏa ngục. Sau đó Ji Cheol tìm đến ông trùm đứng sau, nói rằng trung sĩ Jang đã phản bội tổ chức, và đưa ra ảnh để làm bằng chứng, rồi xin ông trùm cho gia nhập tổ chức, nếu đồng ý mỗi tháng anh sẽ tình nguyện cống lộp 50 triệu won. Nghe thấy vậy ông trùm đã đồng ý và cho anh đứng đầu Gangnam. Không lâu sau khi tiếp quản ở quán bar đã xảy ra chuyện, khi một cô gái phê thuốc chẳng may ngã lầu tử vong, việc này đã khiến cảnh sát chú ý, hơn thế nữa nạn nhân còn là người Nhật Bản. Phía cảnh sát Nhật Bản cũng nhanh chóng bắt tay vào điều tra, họ nghi ngờ số thuốc mà nạn nhân sử dụng bắt nguồn từ ông trùm Nhật Bản, được tuần vào Hàn Quốc thông qua một băng nhóm xã hội thâm. Vì thế cảnh sát hai nước đã quyết định hợp tác, xâm nhập vào tổ chức ấy để điều tra và bắt giữ cả đường dây ấy. Để làm nhiệm vụ quan trọng này phải có một người phù hợp, mà người đó không ai khác chính là Jun Mo. Thế là không chần chừ đội trưởng Do Hy đã tới tìm nam chính, mong rằng anh có thể nhận nhiệm vụ lần này. Tuy vậy Jun Mo đã ngay lập tức từ chối, vì anh không muốn mạo hiểm để làm việc này, hơn nữa anh còn có gia đình nên sợ mạo hiểm sẽ mất đi tất cả. Không thuyết phục được nam chính, đội trưởng chỉ đành quay về báo cáo, thế là cấp đành đích thân đi gặp Jun Mo, tiếp tục nói khó để nam chính có thể tiếp tục nhiệm vụ, rồi ông nói biết bố của Jun Mo từng là người nghiện ngập, điều đó sẽ cản trở việc thăng quan tiến chức của anh, nếu Jun Mo đồng ý thì ông sẽ cân nhắc việc này. Những câu nói ấy dường như đã làm nam chính dao động, đêm hôm đó anh không sao ngủ được, đợi đến khi trời sáng liền tới sở cảnh sát, chấp nhận nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên anh có một yêu cầu với cấp trên, nếu hoàn thành thì anh phải được thăng 2 cấp, và tất nhiên cấp trên chẳng hề do dự mà đồng ý luôn. Sau đó cấp trên mới đưa ra nhiệm vụ cụ thể, khi Jun Mo phải trà trộn vào băng nhóm xã hội thâm, rồi tiếp cận tên trùm Ji Cheol, tìm ra bằng chứng phạm tội của bọn chúng. Nhưng muốn làm được việc này cũng không phải dễ, khi những người bên cạnh Ji Cheol đều là anh em xương máu từ nhỏ, muốn tiếp cận được hắn chỉ có cách đóng giả làm anh họ của Tae-ho, người đã mất mạng khi bị trung sĩ Jang trừ khử trước đó. Để làm việc này cảnh sát đã giúp Jun Mo thay đổi thân phận, từ đây trở đi sẽ không ai biết anh là một cảnh sát. Sau đó nam chính xin nghỉ ở sở cảnh sát địa phương, cứ vậy lên đường đi tới Gangnam, tìm tới nhà hàng của Ji Cheol, yêu cầu nhân viên gọi Ji Cheol đến gặp mình. Thấy bọn chúng thái độ anh liền động thủ, hạ luôn mấy tên đàn em để gây sự chú ý. Quả nhiên nó đã có tác dụng, khi thành công dụ tên Ji Cheol ra mặt. Vừa thấy nam chính hắn đã chú ý chiếc đồng hồ trên tay anh, vì đây chính là chiếc đồng hồ của Tae-ho. Lúc này Jun Mo khai nhận bản thân là anh họ của Tae-ho, tới đây để hỏi bọn chúng về cái chết của em trai. Rồi anh liên tục chửi bới đám xã hội thậm, trách bọn chúng để em trai mình chết, làm cho Ji Cheol chẳng biết nói gì. Chửi một hồi rồi Jun Mo cứ vậy bỏ đi. Điều này khiến Ji Cheol vô cùng bất ngờ, không hiểu ở đâu ra ông anh họ của Tae-ho xuất hiện đúng lúc này. Để kiểm chứng điều đó, anh ta tới tận nhà của Tae-ho điều tra, hỏi ông bố xem người anh họ kia có phải thật hay không, và được ông ý xác nhận Jun Mo cùng con trai ông là anh em từ khi còn nhỏ, vì thế đừng nghi ngờ gì cả. Rồi ông bảo Ji Cheol hãy rời đi và đừng bao giờ tìm tới đây nữa. Thực ra chuyện này đã được cảnh sát lường trước và sắp xếp. Hôm sau Jun Mo lần nữa tìm đến chỗ của Ji Cheol, lúc này hắn đưa ra một túi tiền và bảo nam chính hãy cầm nó mà biến đi, nhưng Jun Mo lại không phải đến đây vì tiền, mà còn lên giọng chửi Ji Cheol là đồ rác rưởi. Nghe thấy quá trướng tai, đám đàn em cứ vậy lao lên, tính dạy cho Jun Mo một bài học nhớ đời. Ai ngờ nam chính bản lĩnh cũng rất cao cường, tên nào lao đến là anh hạ gục tên đó, làm cho Ji Cheol cũng phải bất ngờ. Khi đánh gục hết đám đàn em, anh cứ vậy quay người bỏ đi. Điều này làm cho Ji Cheol nhìn nam chính bằng con mắt khác. Đến đêm hôm đó hắn tìm tới Jun Mo và đưa ra đề nghị nam chính hãy gia nhập vào băng nhóm của mình. Nhưng bất ngờ đúng lúc này một đám người từ đâu lao đến. Bọn chúng chính là đàn em của trung sĩ Jang, muốn trả thù cho ông trùm. Tuy vậy lại bị Jun Mo ra sức ngăn cản. Chỉ có hai người nhưng bọn họ không hề yếu thế, cả hai phối hợp đánh cho đám người kia te tua. Cộng với việc đây là cơ hội tốt để Jun Mo lấy lòng tên trùm, nên anh cũng đánh hết sức để thể hiện năng lực. Qua đó rất nhanh bọn họ đã hạ gục hết đám người kia. Tên cầm đầu thì bị đích thân Ji Cheol đập gãy chân. Sau chuyện này nam chính cũng thành công gia nhập tổ chức, qua đó trở thành em út trong băng, hàng ngày đi cùng các anh lớn đi thu họ khắp vùng. Phía khác vợ của nam chính lúc này mới biết chồng đã nghỉ làm ở sở cảnh sát, sợ rằng Jun Mo xảy ra chuyện nên cô đã cố liên lạc với anh, hẹn đi ăn cùng nhau để nói chuyện. Khi hai người gặp nhau, Do Jung cố tình im lặng, mong chồng có thể cho cô một lời giải thích thỏa đáng. Biết rằng cũng không giấu được nữa, nên Jun Mo chỉ đành nói ra sự thật là bản thân đang hoạt động ngầm để bắt tội phạm. Nhưng bất ngờ Ji Cheol cùng đàn em từ đâu đi tới, bắt gặp hai người đang ăn uống nói chuyện ở đây, mà tên Ji Cheol lại biết vợ nam chính là cảnh sát. Thế là không nhiều lời hắn ta liền dạy cho Jun Mo một bài học, và bắt anh nói lý do tại sao lại qua lại với cảnh sát. Lúc này Jun Mo chỉ đành nói bừa, rằng bố anh đang bị bắt nên muốn nhờ cô ấy giúp đỡ. Tuy rằng được cho qua vụ này, nhưng Jun Mo cũng bị cho vào danh sách đen cần theo dõi. Phải đợi đến đêm hôm đó khi đám côn đồ chìm vào giấc ngủ, nam chính mới dám lén lút liên lạc lại với vợ. Tuy rằng chồng đã được an toàn nhưng Do Jung vẫn rất lo lắng, vì cô biết rằng đám người kia nguy hiểm như thế nào. Qua đó cô muốn cứu chồng thoát khỏi nhiệm vụ này, nhưng đã bị chỉ huy ngăn lại. Nếu bây giờ cô tham gia vào nhiệm vụ rất có thể kế hoạch sẽ bị bại lộ, thế thì công sức của Jun Mo sẽ đổ sông đổ bể. Vì thế hãy kiên nhẫn chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Để nói Ji Cheol tại sao lại biết Do Jung thì phải kể từ nhiều năm trước, khi hai người họ học cùng trường thời trung học. Không những thế bọn họ còn là một cặp thanh mai trúc mã, kỷ vật tình yêu của hai người là sợi dây chuyền đôi. Nhưng tới khi ra trường thì Ji Cheol biến mất, kể từ đó bọn họ chia tay nhau. Tuy vậy thì Ji Cheol vẫn có một tình cảm đặc biệt với Do Jung, dây chuyền của hai người anh lúc nào cũng đeo trên cổ. Lần này thấy đàn em qua lại với Do Jung nên hắn rất nghi ngờ, qua đó sai người điều tra lý lịch của Yeon Jung. Hôm sau khi Jun Mo đang tắm, Ji Cheol cầm tệp hồ sơ tới trước mặt anh, làm cho nam chính nghĩ rằng bản thân đã bị lộ, nên cũng thủ sẵn vũ khí trong tay. Phải cho đến khi đọc tờ lý lịch anh mới thở phào, vì phía cảnh sát đã thay tên đổi họ cho chồng của Do Jung. Chồng của cô ấy khi này là anh cảnh sát trưởng Do Hy. Đêm hôm đó, khi Jun Mo cùng một tên khác đang đi tuần, bất ngờ phát hiện một chiếc xe khả nghi, bên trong là một đám côn đồ bịt mặt kín mít. Thế là không chần chừ anh liền lái xe đuổi theo. Ai ngờ chiếc xe chở theo đám côn đồ kia lại đi tới chỗ của Ji Cheol. Cũng may Jun Mo đến kịp, đưa đại ca đến nơi an toàn trước, rồi anh một mình chiến đấu với đám người áo đen. Ở bên trong Ji Cheol cũng rút ra khẩu súng, nhưng vì quá hỗn loạn nên cũng không dám bắn. Được một lúc thì đám người kia cũng bỏ chạy. Tuy rằng không có ai bị nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nam chính cũng bị thương khá nặng ở vùng đầu. Chính vì sự xả thân không ngại nguy hiểm mà Jun Mo đã lấy được lòng tin từ đại ca. Ji Cheol ra lệnh từ này Jun Mo sẽ là vệ sĩ riêng cho mình. Hôm sau khi hắn bảo Jun Mo đưa mình tới bệnh viện, nơi mẹ của Do Jung đang nằm điều trị, tới nơi hắn bảo nam chính lên cùng, nhưng sợ bị bại lộ lên Jun Mo đã ngay lập tức từ chối. Và bất ngờ khi mẹ của Do Jung vẫn nhận ra Ji Cheol, thậm chí còn tích cực nói chuyện hàn huyên tâm sự, rồi hắn đẩy bà đi dạo công viên. Nam chính nhìn thấy cảnh này thì thấy rất khó chịu. Phía khác ông trùm đứng sau Ji Cheol cũng cảm thấy không vui, vì dạo gần đây Ji Cheol liên tục bành trướng địa bàn không nghe theo ông ta nữa. Ông ta khi này coi Ji Cheol như cái gai trong mắt. Để trừ khử tên đàn em ông trùm đã tìm tới phía Nhật Bản, nhờ họ giúp mình thủ tiêu Ji Cheol, nhưng ông ta lại không biết rằng ông trùm ở Nhật Bản đã nhận Ji Cheol làm con. Không lâu sau Ji Cheol nhận được tin từ ông bố nuôi, kết quả tên trùm đã bị trừ khử, cục đá cản đường của Ji Cheol đã biến mất, trực tiếp đưa anh lên làm ông trùm của giới xã hội thâm Hàn Quốc. Để ăn mừng việc này, sáng hôm sau hắn đã dẫn theo hai tên đàn em đi câu cá. Theo lời của mấy tên cấp dưới thì Ji Cheol thường đi câu vài lần một tháng, một lần đều đi mấy ngày mới về. Nói xong những tên này cũng rủ nhau ra ngoài ăn nhậu, chỉ để lại một mình Jun Mo trong văn phòng. Nhân lúc không có ai, anh tắt toàn bộ điện, sau đó chụp ảnh lại tất cả những tài liệu trên bàn. Rồi anh vào phòng của Ji Cheol tìm kiếm, thì phát hiện ra một cánh cửa bị khóa. Nhưng anh đã thử tất cả ngày sinh của mọi người nhưng đều không mở được. Bất ngờ Jun Mo nhớ tới ngày sinh của vợ, ai ngờ khi nhập nó vào lại mở được cánh cửa đó. Máu ghen qua đó cũng nổi lên, nhưng vì nhiệm vụ nên anh chỉ đành gạt nó sang một bên, rồi nhanh chóng vào phòng đó thu thập chứng cứ. Sau đó đem nó đến cho phía cảnh sát, vì thế họ biết được đội đi câu của Ji Cheol chỉ có 3 người, nhưng dụng cụ họ cầm đi lại chẳng có đồ câu. Điều này khiến họ nghi ngờ Ji Cheol đi câu chỉ là một cái cớ, còn vận chuyển hàng cấm mới là mục đích thực sự. Trong khi đó Ji Cheol vừa ra đến bến cảng, bất ngờ hai tên đàn em phát hiện ra một chiếc đèn pin. Nó được để lại trong vụ ẩu đả hôm trước, nhưng thế nào lại có ký hiệu của cảnh sát bên trong. Điều này khiến Ji Cheol nghi ngờ bản thân đang bị cảnh sát nhắm vào, thế là bọn chúng lập tức quay về. Ai ngờ trên đường lại bắt gặp mấy tên băng nhóm đối thủ, đang đi lạc tới địa bàn của mình làm ăn. Thế là Ji Cheol cùng đàn em đã đánh úp luôn đám này, khiến bọn chúng không kịp trở tay. Trong khi đó tại căn cứ, Jun Mo đang ngủ thì bị gọi dậy, và một người đưa anh đến chỗ của Ji Cheol, nơi bọn chúng đang đánh đập tên đại ca của băng nhóm khác. Sau đó Ji Cheol đưa cho nam chính khẩu súng, bắt anh phải ra tay trừ khử tên đó để thể hiện độ trung thành. Tuy rằng không muốn nhưng Jun Mo chỉ đành cầm lấy khẩu súng, tuy vậy lại không thể nào ra tay. Bên cạnh Ji Cheol không ngừng hối thúc, làm anh vô cùng căng thẳng. Lúc này anh chỉ đành bóp cò, tuy nhiên viên đạn đó lại đi không trúng đích. Điều này khiến Ji Cheol vô cùng thất vọng. Thấy vậy một tên gầy mới cướp khẩu súng, sau đó trực tiếp trừ khử tên kia. Rồi hắn nói với Ji Cheol giết một người không phải chuyện dễ, hãy để cho Jun Mo có thêm thời gian. Qua đó tên đại ca mới chịu bỏ qua cho nam chính lần này. Tuy vậy mấy tên đàn em lại nảy sinh nghi ngờ, vì từ khi Jun Mo xuất hiện đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Bọn chúng nói với Ji Cheol hãy hết sức cảnh giác với nam chính. Phía khác Jun Mo cũng chẳng thoải mái gì, khi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa thể lấy được lòng tin của Ji Cheol. Không biết phải xử lý thế nào, anh đành gọi điện cho cảnh sát cầu cứu. Ai ngờ bọn họ lại tìm đến Do Jung nhờ cô ấy giúp, biết chồng gặp nguy hiểm nên cô không thể làm ngơ. Qua đó đã gọi điện trực tiếp cho Ji Cheol, hẹn anh ta ra ngoài uống rượu. Điều này làm cho hắn ta rất vui mừng, ngay lập tức bắt Jun Mo lái xe đưa mình tới quán rượu. Tới nơi Ji Cheol còn bắt nam chính đứng bên ngoài đợi. Khi biết người trong quán rượu chính là vợ mình thì Jun Mo đã rất tức giận, không ngờ cảnh sát lại kéo vợ anh vào chuyện này. Nhưng phía cảnh sát lại chẳng hề quan tâm, bọn họ chỉ cần phá được án, còn dù là ai thì cũng không quan trọng. Ở trong quán, Do Jung cảm ơn Ji Cheol đã tới thăm mẹ cô, để cảm ơn cô lấy ra một tấm ảnh tặng cho hắn. Đây là tấm ảnh mà hai người họ đã từng chụp với nhau thời còn trung học, và đặc biệt nhất là quán rượu này chính là nơi hai người từng trao nhau nụ hôn đầu. Ký ức như ùa về với Ji Cheol, rồi Do Jung nhờ hắn nâng đỡ cho nam chính nhiều hơn. Sau khi ăn uống, Ji Cheol ngỏ ý muốn đưa cô về nhà, kết quả khiến nam chính rơi vào cảnh khó xử khi chứng kiến vợ mình nói chuyện với người đàn ông khác mà anh không thể làm gì. Đã thế lúc này tên đại ca còn hỏi Do Jung chồng cô đâu, làm vợ nam chính chỉ đành bảo hai người đã ly hôn nhưng không để ai biết. Điều này như một nhát dao cùn cứa vào trái tim Jun Mo. Tới đêm hôm đó mẹ của Yeon Jung qua đời, nhưng một người con rể như Jun Mo lại chẳng hề biết gì. Phải đến sáng hôm sau khi Ji Cheol bảo anh chờ đến đám tang, thì nam chính mới ngỡ ngàng biết chuyện mẹ vợ đã chết, nhưng sợ bị bại lộ nên anh đã không dám vào viếng. Đây là điều khiến anh vô cùng dằn vặt, vì thân làm con nhưng lại chẳng thể thắp cho mẹ một nén nhang. Khi trở về tâm trạng của Jun Mo vô cùng khó chịu, chỉ đành uống rượu tâm sự với tên đại ca. Anh bảo rằng bản thân cũng muốn thành công và kiếm nhiều tiền như hắn. Nghe thấy tham vọng đó Ji Cheol cũng rất hứng thú, vì người muốn làm việc lớn thì phải có ý chí như vậy. Qua đó đồng ý sẽ giúp đỡ để Jun Mo có được thành công. Nhân cơ hội đó nam chính xin hắn cho tham gia vào đội đi câu, nhưng Ji Cheol vẫn rất cảnh giác, không muốn cho ai gia nhập vào đội đi câu nữa. Tuy vậy nam chính vẫn ra sức cầu xin, làm cho Ji Cheol cũng phải ngủi lòng. Qua đó đưa ra một yêu cầu Jun Mo phải giúp hắn đến với Do Jung. Điều này khiến anh vô cùng cay cú, nhưng để lấy lòng anh chỉ còn cách đồng ý. Hôm sau tên gầy tìm tới nam chính, hắn nhắc nhở Jun Mo hãy chọn người chơi, vì trong băng đảng này không phải ai cũng tốt. Rồi hắn bảo bọn họ phải tìm ra cách kiếm tiền mới, chứ mãi phụ thuộc vào những tên cấp trên thì không phải cách. Phía khác đàn em của ông trùm trước kia đã cầm tiền tới một băng đảng khác, bọn chúng là phe đối thủ. Tên này muốn dùng tiền để thuê người trừ khử Ji Cheol trả thù cho ông trùm. Đầu tiên đám này dùng tiền để mua chuộc đàn em của Ji Cheol, lôi kéo bọn họ phản bội ông trùm của mình. Từ đó moi móc những thông tin của Ji Cheol. Vừa hay ngày mai sẽ là ngày đi câu, vì để thử lòng thêm Jun Mo thêm lần nữa đại ca đã bảo tên béo cho nam chính đi cùng. Để chắc chắn không xảy ra vấn đề họ sẽ xuất phát ngay trong đêm nay. Tuy rằng không hài lòng nhưng tên béo cũng không dám kháng lệnh, Đêm hôm đó trời mưa tầm tã, Ji Cheol cùng nam chính đi một xe, còn tên béo một mình đi một xe. Nhưng đến nửa đường xe tên béo lại không may bị nổ lốp. Đúng lúc này có hai chiếc xe vượt lên, trực tiếp bám đuổi chiếc xe của nam chính. Thấy thế tên béo nghĩ rằng đã có chuyện, tuy vậy hắn không báo cho đại ca biết mà đứng chờ đợi. Lúc này xe của Jun Mo đã bị chặn đầu, bọn chúng áp sát làm anh chỉ đành lái xe đâm vào đống cát ven đường. Chỉ đợi có thế đám người trong những chiếc xe kia liền ổ ra, sau đó liên tục tấn công nam chính cùng đại ca. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc khiến Jun Mo đành phải nổ súng, làm cho đám bên ngoài không dám lao vào. Nhân cơ hội đó hai người kia mới ra khỏi xe, nhưng vì đối phương quá đông anh không thể làm gì. Kết quả Jun Mo bị chém một phát vào lưng. Thấy thế Ji Cheol vô cùng lo lắng. Đúng lúc này tên về xuất hiện dùng xe giải tán đám đông, thành công đưa đại ca và Jun Mo lên xe rời đi. Thấy vết thương của đàn em quá nặng, Ji Cheol liên tục gào thét bắt nam chính tỉnh lại. Không lâu sau Jun Mo cũng được đưa tới bệnh viện trong tình trạng thập tử nhất sinh. Đã thế phía Trung Quốc cũng gọi cho Ji Cheol, bắt anh ta phải đền bù toàn bộ thiệt hại do không đến lấy hàng. Phía khác bảo tên gầy đi điều tra tất cả những người còn lại. Ji Cheol cho rằng trong tổ chức có nội gián, vì lịch trình đi câu lần này không phải ai cũng biết. Nhận lệnh tên gầy ngay lập tức lên đường, tới thẳng quán sửa xe để xem xe tên béo. Và phát hiện thấy vết nổ lốp của chiếc xe khá bất thường, cứ như bị ai đó tác động từ trước. Trong khi đó Do Jung cũng nhận được thông báo chồng bị thương nặng. Cô rất lo lắng và cho rằng phía cảnh sát vô trách nhiệm, tại sao lại không làm gì cứu chồng của cô, mà ông cảnh sát trưởng cho rằng đây là sự cố không may ập đến, họ không được báo trước qua đó không thể phản ứng kịp. Nghe thấy điều này Do Jung lại càng tuyệt vọng, cô cầu xin ông cảnh sát trưởng cho mình tham gia vụ án lần này, để cô có thể mang người chồng an toàn trở về. Tại bệnh viện Jun Mo cũng đã tỉnh lại, Ji Cheol bảo rằng lúc này anh là người duy nhất mà hắn tin tưởng, nhưng khi được nam chính hỏi về vụ buôn hàng cấm khi đi câu, thì hắn vẫn không hé răng. Đúng lúc này tên gầy đi điều tra trở về. Hắn nói rằng chưa tìm ra người nội gián, tuy vậy tên đại ca đã nghĩ ra cách để bắt được tên đó, rồi hắn dẫn Jun Mo đến trước mặt mọi người trong băng, tuyên bố từ này nam chính sẽ thành anh lớn, ngang hàng với tên béo và tên gầy. Sau đó tên đại ca đợi tất cả mọi người đến đông đủ, nhưng phát hiện ra thiếu một người, và tên đó chính là tên phản bội, hắn đã bị tiền của phe đối thủ làm mờ mắt. Lúc này tại nhà riêng hắn đang chuẩn bị đồ đạc để chạy trốn, tuy nhiên chạy đi đâu cho khỏi nắng khi đàn em của Ji Cheol đã đợi trước, tên đó bị bắt về và treo ngược lên như một con ngoé. Rồi tên đại ca ra lệnh cho tên gầy tiễn tên đó về suối vàng. Thấy vậy Jun Mo mới vội cầm lấy chiếc gậy, vụt tới tấp vào tên phản bội. Chứng kiến cảnh này ai cũng phải khiếp sợ, nhưng đây là cách duy nhất mà Jun Mo có thể cứu mạng hắn ta. Quả nhiên Ji Cheol chỉ tống cổ hắn ra khỏi băng, sau đó cho tập hợp tất cả những thủ lĩnh cấp cao. Hắn thông báo 2 ngày nữa người phía Trung Quốc sẽ tới đây, vì thế bọn họ phải chuẩn bị thật kỹ cho cuộc gặp mặt này. Nhân vật này rất quan trọng đó là bà giáo sư Min, trước đây từng chế tạo và sản xuất ma túy, nhưng hiện giờ đang bị cảnh sát Hàn Quốc truy nã, thậm chí lệnh truy nã lúc này đã được gửi cho phía Trung Quốc, bằng mọi giá họ phải dẫn độ được bà ta về nước. Ai ngờ ngay sau đó Do Jung lại gọi điện cho Ji Cheol, hẹn anh ta đi chơi vào đúng ngày người Trung Quốc sang. Tuy rằng công việc rất quan trọng, nhưng không thể nào quan trọng bằng việc đi chơi với Do Jung được, thế là Ji Cheol đã giao chuyện tiếp đón người Trung Quốc lại cho Jun Mo, còn hắn thì đi gặp Do Jung. Hôm sau nam chính một mình tới sân bay đón vị khách tới từ Trung Quốc, nhưng bất ngờ người xuất hiện ở sân bay không phải là giáo sư Min, mà thay vào đó là một cô gái trẻ. Ai ngờ khi vừa về đến khách sạn anh va phải 2 tên người Nhật, bọn chúng chính là người của ông bố nuôi Ji Cheol, được ông ta cử đến đây để nói chuyện với Ji Cheol. Phía khác tên đại ca lại đang đi hẹn hò cùng vợ nam chính, và điều hành mọi thứ thông qua chiếc điện thoại. Sau khi hẹn hò xong mới đi gặp người của phía Trung Quốc, cô gái được bà giáo sư cử đi lần này là Hee Jun. Trong đường dây này phía Trung Quốc là bên cung cấp hàng cho Ji Cheol, sau đó hắn sẽ bán lại cho phía Nhật Bản ăn chênh lệch. Nhưng vì sự cố vừa rồi mà phía Trung Quốc đã thiệt hại không ít, nay họ không muốn mạo hiểm làm việc với Ji Cheol nữa, mà muốn giao dịch trực tiếp luôn với phía Nhật Bản, không muốn mất đi mối làm ăn này. Ji Cheol được yêu cầu phải nhanh chóng xử lý việc nội bộ, rồi bắt Ji Cheol phải tham gia một buổi gặp mặt giữa 3 bên vào ngày mai. Lúc này đã không còn cách nào khác, Ji Cheol đành đồng ý với yêu cầu đó. Biết được tin này Jun Mo ngay lập tức báo cho cấp trên, bọn họ sau đó đưa cho anh một thiết bị nghe lén, với hy vọng nam chính sẽ thu thập được những thông tin hữu ích. Nào ngờ hôm sau khi Ji Cheol cùng Jun Mo tới địa điểm gặp mặt, lại bị đám bảo vệ lục soát người. Thấy tình hình không ổn nam chính chỉ đành để đại ca vào trước, còn anh ra ngoài lấy thiết bị nghe lén ra khỏi chân rồi nhét vào bao thuốc, qua đó thanh cổng qua cửa an ninh. Tuy vậy do Om Mo vẫn không được vào trong vì không đủ đẳng cấp, và việc nghe lén cũng vì thế phá sản. Bên trong Ji Cheol cũng chẳng hề thuận lợi, khi phía Nhật Bản yêu cầu nói chuyện riêng Hee Jun, khiến Ji Cheol cũng bị đuổi cổ khỏi phòng ngay sau đó. Nhưng khi nam chính vừa ra khỏi tòa nhà lại bị đám cảnh sát chú ý tới, bọn chúng là người của huyện Gangnam, tới đây để tóm Jun Mo vì tội gây rối trật tự công cộng mấy hôm trước ở bên tàu. Tuy vậy đám cảnh sát này không hề biết rằng nam chính là cảnh sát làm vùng. Ngay khi thấy 2 người xuất hiện tên cớm ngay lập tức ập vào, Thấy thế không mà nguy hiểm, Jun Mo liền một mình cản tên cảnh sát lại, còn để đại ca và những người khác đi trước. Kết quả anh bị tên cảnh sát kia bón hành ngập mồm. May mắn đội của nam chính đã kịp thời tới nơi, thành công giải nguy cho anh tẩu thoát. Sau chuyện này Ji Cheol lại càng tin tưởng anh hơn, ngay cả Hee Jun cũng phải nhìn nam chính bằng con mắt khác, thậm chí còn sai người xử lý vết thương trên lưng cho nam chính. Nhưng đúng lúc này tên cảnh sát kia lại đến văn phòng của Ji Cheol, hắn vác theo một chiếc búa tạ đập phá mọi thứ ở đây, để ép nam chính ra mặt. Việc đến nước này cũng không thể ngồi yên, tránh việc ảnh hưởng tới đại ca Jun Mo đã tự mình đầu thú. Tuy vậy anh có một điều kiện với đại ca, đó là khi nào ra khỏi đồn anh phải được tham gia phi vụ giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Rồi cứ vậy Jun Mo một mình đi tới sở cảnh sát, với một thái độ vô cùng bình thản, thậm chí còn cười đùa với tên cảnh sát trưởng, làm hắn ta vô cùng cay cú, đến mức không thể chịu nổi mà đánh cho Jun Mo một trận. Nam chính thì chẳng thèm phản kháng, để mặc cho đám cảnh sát này thích làm gì thì làm, vì anh biết rất nhanh đội trưởng sẽ tới đây để đưa mình ra ngoài. Trong khi đó tên cảnh sát thì vẫn không biết bản thân đang đánh một cảnh sát mật. Quả nhiên không lâu sau đó đội trưởng đã trực tiếp tới đây, trách tội tên cảnh sát trưởng dám hành hung tội phạm. Cuối cùng đám cảnh sát đành phải thả Jun Mo đi. Trở về nam chính được đại ca chiêu đãi bằng một bữa ăn thịnh soạn, nhưng cả đám cũng rất bất ngờ, vì không hiểu bằng cách nào mà Jun Mo có thể dễ dàng bước ra khỏi đồn cảnh sát. Thậm chí tên béo còn cho rằng việc này có vấn đề, chứ không thể nào lại có chuyện vô lý như vậy. Điều này khiến đại ca hắn không được thoải mái, cho rằng tên béo đang ghen tị với Jun Mo, qua đó đã đuổi cổ tên này ra khỏi phòng. Còn bên trong Ji Cheol lại giao cho Jun Mo một nhiệm vụ quan trọng. Hắn để ý thấy Hee Jun có vẻ thích nam chính, nên đã bảo anh đi tiếp cận ả ta để giữ lại mối làm ăn này. Nhưng ai ngờ lúc này Hee Jun lại không muốn hợp tác với Ji Cheol nữa, vì đã có lần đại ca của Jun Mo đã tráo số hàng ngon, sau đó giao cho phía Nhật Bản số hàng đều, làm ảnh hưởng uy tín của phía Trung Quốc. Nghe thấy vậy Jun Mo liền bảo Hee Jun hãy tin tưởng mình, nếu họ vẫn chịu hợp tác thì anh sẽ là người vận chuyển thay cho ông chủ, chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng đánh tráo hàng nữa. Tuy vậy thì Hee Jun vẫn chưa đồng ý, mà bảo phải cần thêm thời gian suy nghĩ. Đến tối hôm đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khi quán bar của tên béo bị cảnh sát ập vào. Tại đây họ tìm được người sử dụng ma túy, cho rằng tên béo chính là nhà cung cấp nên đã bế hắn về đồn. Tuy vậy họ lại chẳng có chút bằng chứng nào để buộc tội hắn ta, kết quả chỉ đành thả tự do cho tên này. Việc này rất nhanh tới tai Ji Cheol, thấy đàn em được thả ra mà trên người chẳng có một vết xước làm hắn nghi ngờ, nghĩ rằng tên béo này chính là nội gián, bị mọi người đổ oan. Hắn vô cùng cay cú, vì anh em đã từng vào sinh ra tử nay lại thành ra như vậy. Rồi Ji Cheol nhất quyết đuổi hắn ra khỏi hàng ngũ lãnh đạo, thế là chính thức tình nghĩa anh em đổ vỡ từ đây. Tên béo lúc này không còn gì để nói, cứ vậy quay người bỏ đi, nhưng tên gầy ngay lập tức đi theo. Đợi khi cửa thang máy đóng lại hắn tẩn cho tên phản bội một trận. Từ trước đến nay tên béo luôn là người cản bước tiến của tên gầy, hôm nay hắn sẽ tính sổ tất cả. Cứ vậy tên béo bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, đến khi thang máy lần nữa mở ra thì tên béo đã chẳng còn nguyên vẹn. Anh em thì đánh nhau sứt đầu mẻ chán, ấy vậy mà Ji Cheol lại vô tư đi hẹn hò với Do Jung, đưa cô ấy tới nhà thờ đi lễ mỗi ngày. Ai ngờ hôm nay hắn vô tình nghe được câu chuyện của Do Jung nói với người ở đây, qua đó biết được cô chưa khi nào chuyển nhà đi đâu, khác hoàn toàn với những gì Jun Mo nói trước đó. Nam chính từng bảo Yeon Jung chuyển nhà nên hai người mới có thể quen nhau, nghi ngờ Jun Mo có vấn đề, nên hắn đã gọi điện bảo thám tử điều tra anh lần nữa. Việc này rất nhanh sau đó nam chính cũng biết được, sợ bản thân bị bại lộ nên lập tức đi tìm tên thám tử kia. Lúc này ông ta đã điều tra ra mọi chuyện, không những biết nam chính là cảnh sát, mà còn biết Yeon Jung và Jun Mo là vợ chồng. Đang định mang tin này đi báo cho Ji Cheol thì nam chính đã kịp đuổi đến, nhìn thấy anh hắn ngay lập tức quay đít bỏ chạy tụt quần. Nhưng số nhọ đang chạy thì chân lại vướng phải dây điện, kết quả té ngã sấp mặt. Khi nam chính đi xuống kiểm tra thì ông ta chỉ còn thoi thóp. Tuy vậy Jun Mo cũng chẳng thèm quan tâm mà trực tiếp lấy đi tệp tài liệu về mình, sau đó cứ vậy quay người rời đi. Phía khác bố của Hee Jun đã chính thức đổi ý, gọi điện cho con gái thương lượng với phía Nhật Bản, họ sẽ giao dịch trực tiếp với nhau mà không phải thông qua Ji Cheol. Nào ngờ khi Hee Jun tới chỗ người Nhật thương lượng thì bọn chúng lại trực tiếp ép giá, làm cho cuộc đàm phán đi vào ngõ cụt, làm Hee Jun phải rời đi trong cay cú. Phía khác Ji Cheol đợi mãi không thấy tin của thám tử, hắn ta cũng lo lắng, đành phải đích thân đến chỗ ông ta để xem thử, nhưng bất ngờ nhận được tin thám tử đã tai nạn qua đời. Việc này làm cho Ji Cheol càng nảy sinh nghi ngờ với nam chính, mặc dù Jun Mo vẫn không có điểm gì bất thường, nhưng với một tên cáo giả như Ji Cheol thì hắn vẫn biết có gì đó không ổn, trong lòng còn nghĩ tới tên béo khả năng hắn bị oan. Khi này hai vợ chồng nam chính rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo hơn bao giờ hết. Nhận thấy điều này đội trưởng yêu cầu Do Jung bằng mọi giá phải cầm chân được Ji Cheol, nếu không muốn Jun Mo bị rơi vào nguy hiểm. Thế là cô ngay lập tức gọi điện thoại cho Ji Cheol, gạ gẫm hắn ta đi chơi hẹn hò. Thấy người trong mộng bật đèn xanh như vậy Ji Cheol không thể nào từ chối. Sáng sớm hôm sau khi nam chính tỉnh dậy đã thấy đại ca đang quét nhà, hỏi ra mới biết tí nữa văn phòng sẽ đón một vị khách đặc biệt. Ngoài ra Ji Cheol còn chu đáo chuẩn bị cho Jun Mo một bộ vest để anh có thể mặc nó đi gặp mặt với Hee Jun. Không lâu sau cô ta cũng đến đây, nhưng khi bọn họ chuẩn bị đi thì vị khách kia cũng đến. Jun Mo vô cùng bất ngờ khi nhận ra đó chính là vợ mình. Hai người tự nhiên rơi vào hoàn cảnh éo le. Do Jung thì đến hẹn hò với tên đại ca ở văn phòng, còn nam chính lại phải đi chơi với bà trùm Trung Quốc Hee Jun. Tuy rằng rất khó chấp nhận nhưng vì nhiệm vụ họ vẫn phải thực hiện. Để giữ bản thân được an toàn, Do Jung thậm chí còn mang theo một khẩu súng. Chỉ cần Ji Cheol trở mặt cô sẽ xử hắn luôn. Trong khi đó hai người kia lại đang đi dạo, chơi những trò chơi dân gian của Hàn Quốc. Tuy rằng vậy nam chính lòng nóng như lửa đốt vì lo cho vợ. Anh liên tục gọi điện nhưng Do Jung đang ở gần Ji Cheol nên không thể nghe máy. Điều này khiến Jun Mo lại càng sốt ruột, trong khi đó Hee Jun lại cảm thấy rất vui vẻ, qua đó muốn hợp tác với nam chính từ công việc đến tình cảm. Điều này làm cho Jun Mo không có cách nào từ chối. Trong khi đó Do Jung cũng nhận ra tầm quan trọng của mình với Ji Cheol, thế là cô đã mạnh dạn thổ lộ tình cảm với hắn ta. Nghe thấy thế Ji Cheol vô cùng vui mừng, tuy rằng là một đại ca khét tiếng, nhưng người quan trọng nhất với hắn vẫn là Do Jung. Giờ lại được người mình thích ngỏ lời, khiến hắn không kìm chế được cảm xúc mà cứ vậy trao cho Do Jung một nụ hôn, làm cho Do Jung phải cố gắng diễn, không để lộ ra bất kỳ điểm khả nghi nào, rồi hắn dẫn cô về văn phòng. Sau đó bắt đám đàn em phải cung kính gọi Do Jung là chị dâu. Điều này khiến một tên vô cùng lo lắng, cho rằng đại ca kết thân với một cảnh sát là quá mạo hiểm. Nhưng Ji Cheol đã khẳng định, anh sẽ không để ảnh hưởng tới mọi người trong băng. Vì thế hãy yên tâm tiếp tục công việc anh giao. Phía khác Hee Jun đã gọi điện về cho ông bố. Cô vẫn sẽ chọn Ji Cheol là bên trung gian chuyển hàng, nhưng người trực tiếp làm việc đó sẽ là Jun Mo. Như vậy coi như mục đích của nam chính đã thành công. Ai ngờ Hee Jun lại bắt anh trả ơn việc này bằng cách lên giường với cô ta. Đang lúc cao trào thì tên vệ sĩ từ ngoài bước vào, trực tiếp cắt ngang chuyện tốt của bọn họ. Ông ta thông báo bố Hee Jun đã quyết định hợp tác với Nhật Bản, và đêm này đám Nhật Bản sẽ thanh trừng băng nhóm của Ji Cheol. Nghe thấy điều này khiến Jun Mo vô cùng lo lắng, vì vợ anh hiện giờ đang ở văn phòng. Thế là nam chính lập tức gọi điện báo tin cho đại ca. Khi này hắn ta đang mải nói chuyện với vợ anh không để ý tới điện thoại, không gọi được Jun Mo đành gọi cho tên gầy, nhưng đã quá một người của phe Nhật Bản đã ập vào. Đến khi Ji Cheol biết chuyện thì mọi thứ đã vô cùng hỗn loạn, điều hắn có thể làm vào lúc này chính là kéo Do Jung đi trốn. Bên ngoài hai băng phái đã bắt đầu lao vào nhau, còn nam chính thì vẫn đang phóng xe hết tốc lực để trở về cứu vợ. Về đến nơi anh bàng hoàng khi nhìn cảnh tượng trước mắt, máu me ở khắp mọi nơi, trong đám đông anh cố tìm kiếm vợ. Khi hai người nhìn thấy nhau cũng là lúc nam chính bùng nổ. Anh cúi xuống nhặt một con dao, điên cuồng tấn công những tên trước mặt, chỉ mong nhanh chóng dọn đường tới được chỗ vợ. Lúc này Jun Mo như biến thành một người khác, anh như thần chết lấy mạng từng tên, chẳng hề giống với hình tượng người cảnh sát vốn có. Ngay cả đến Do Jung khi chứng kiến cũng phải đứng hình, nhìn anh nhuộm đầy máu tươi khiến cô vô cùng hoảng sợ, không nghĩ chồng mình lại biến thành người như vậy. Rất nhanh đám quân Nhật đang không còn tên nào sống sót. Lúc này Hee Jun cũng đi tới, thấy người mình yêu trong bộ dạng ác quỷ khiến cô rất xót xa. Để trả đũa vụ này Ji Cheol đã kéo người tới địa bàn của đám Nhật Bản. Nam chính xung phong đi đầu, trực tiếp tóm cổ một tên đàn em của đám kia mà cắt đứt gân. Ấy vậy mà tên cầm đầu vẫn rất bình thản, hắn thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tới nhóm của nam chính. Lúc này Ji Cheol cũng bảo với ông ta, hay thông báo chuyện này tới bố nuôi của anh, nếu không đến Hàn cúi đầu xin lỗi thì bọn chúng đừng mong được yên ổn. Phía khác sau một buổi tối kinh hoàng Do Jung đã trở về, cô bàng hoàng nghĩ lại cảnh chồng mình hắc hóa, người chồng vốn hiền lành nay đã biến mất. Trong khi đó Jun Mo cũng chẳng hề vui vẻ, khi nhớ lại cảnh vợ mình được người đàn ông khác che chở, mà anh chỉ có thể đứng nhìn, thậm chí bây giờ còn chẳng thể gọi điện an ủi vợ. Còn Ji Cheol lại khác, hắn trực tiếp liên lạc với Do Jung, nhưng hiện giờ tâm trạng cô đang rất bất ổn nên không muốn nghe, làm hắn đành để lại lời nhắn động viên, và hứa từ nay về sau sẽ không để cô nhìn thấy cảnh tượng như vậy nữa. Hôm sau cả băng có một cuộc họp, sau những chuyện vừa xảy ra nhiều người không muốn hợp tác với đám người Nhật nữa, riêng chỉ có Jun Mo là không nghĩ như vậy. Anh bảo với đại ca rằng Nhật Bản là một đối tác quan trọng, nếu cố tình làm căng có thể họ sẽ mất đi một khoản tiền lớn, rồi anh đứng ra đảm nhận lo liệu vụ này. Đúng lúc này tên cảnh sát mập hôm trước lại đến tìm, hắn bảo rằng đã tìm được chiếc bật lửa ở hiện trường cái chết của ông thám tử. Tên cảnh sát này cho rằng chủ nhân chiếc bật lửa chính là hung thủ, vừa hay Ji Cheol cũng muốn tìm ra tên đó, nên đã bảo tên cảnh sát này cứ điều tra, nếu tìm ra sẽ có thưởng. Rồi hắn ta cứ vậy ra ngoài, đúng lúc bắt gặp Jun Mo, thế là tên cảnh sát lấy ra chiếc bật lửa thăm dò, bảo rằng nam chính để quên nó ở sở cảnh sát, nhưng trò này không thể qua mắt được Jun Mo. Anh ngay lập tức phủ nhận chiếc bật lửa này không phải của mình, và chưa bao giờ nhìn thấy nó cả. Không thu được chút thông tin nào tên cảnh sát đành tức tối bỏ đi, còn nam chính cũng đi tìm tên người Nhật, trực tiếp cúi đầu xin lỗi thay cho đại ca. mong rằng đối phương sẽ rộng lượng bỏ qua chuyện cũ. Chính vì sự chân thành ấy mà xích mích hai bên mới được xoa dịu. Ngày hôm sau, ông bố nuôi của Ji Cheol cũng đặt chân tới Hàn Quốc. Vừa đặt chân tới sân bay, ông ta lập tức đến gặp thằng con, rồi liên tục sỉ nhục Ji Cheol là đồ mất dạy ăn cháo đá bát. Nhưng phía này thằng con cũng không phải dạng vừa, anh trợn trừng mắt đe dọa ông ta hãy cẩn thận với cái miệng của mình. Điều này khiến đám đàn em hai bên nóng mắt, định rút hàng ra lao vào nhau nhưng đã bị cản lại, bị thằng con trời đánh chơi một vố khiến ông bố cay cú, không thèm nhìn mặt Ji Cheol cứ vậy đứng dậy bỏ đi, ra bên ngoài cứ vậy chút giận lên tên đàn em, khiến hắn ta căm thù chính đại ca của mình. Trong khi đó Hee Jun lại hẹn gặp riêng nam chính, cô ta bảo rằng bố mình đã loại phía Hàn Quốc ra khỏi cuộc chơi, và muốn giao dịch trực tiếp với đám Nhật Bản. Thế là Jun Mo bày tỏ muốn hai người sẽ hợp tác vụ này, bọn họ sẽ giao dịch với người Nhật, mà không cần thông qua bố của Hee Jun hay Ji Cheol nữa. Rồi hai người tìm tới lão già người Nhật, Hee Jun bảo với ông ta bọn họ vẫn sẽ giao hàng thông qua trung gian, nhưng người đảm nhận không phải là Ji Cheol mà là Jun Mo. Ai ngờ tên người Nhật lại đưa ra một yêu cầu, Jun Mo phải nhận ông ta làm bố nuôi nếu muốn ông ta đồng ý, mà làm điều đó nam chính phải vượt qua một nghi thức nhận cha đỡ đầu, rồi bọn họ đưa cho anh một con dao, và bắt Jun Mo tự cắt đứt một ngón tay của mình. Nhìn thấy anh không đủ can đảm, đám tay sai đã cầm con dao để cưỡng chế. Bất ngờ tên đàn em bên cạnh ông trùm phản bội, trực tiếp phản chủ xóa ngôi. Sau đó hắn ngồi vào ghế đàm phán việc làm ăn với nam chính. Việc này làm cả Jun Mo và Hee Jun bất ngờ không hiểu chuyện gì. Thì ra tên này cùng Ji Cheol đã ngồi lại với nhau trước đó, và bọn họ lập ra kế hoạch xóa ngôi này. Đây quả thật là nước đi mà Jun Mo không thể ngờ đến. Thực sự với hai con cáo già kia anh vẫn còn quá non nớt. Lúc này Ji Cheol cũng bất ngờ xuất hiện. Liệu rằng sẽ có chuyện bất ngờ gì xảy ra tiếp theo? Thì mời các bạn đón xem ở những tập sau. Phim tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu mọi người thích video này, thì hãy bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Vu Phim Review nha.